nhạc Việt Nam. Chương trình đồng hành cùng Việt Nam Idol rất vui lại được quay trở lại với các bạn. Trong tập vui cùng thần tượng âm nhạc lần này, xin mời các bạn tiếp tục làm quen với các thí sinh đã tham gia thử giọng tại thành phố Hồ Chí Minh và cùng xem họ đã gây ấn tượng với ban giám khảo của chương trình như thế nào. Đầu tiên sẽ là một thí sinh có cái tên rất nữ tính, Nguyễn Thùy Hoàng Diễm. Mình tên là Thùy Hoàng Diễm, hiện nay mình 23 tuổi, mình đến từ Phú Yên và hiện nay thì mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất là thích sáng tác và cũng như là ca hát. Cái việc mà thi Việt Nam Idol này mình đã chuẩn bị trong vòng 4 tháng. Mình đặt ra mục tiêu là để mà phát triển con đường sự nghiệp này thì mình phải thi một cuộc thi nào đó và mình đã chọn Việt Nam Idol. Điều mà Diễm tự tin nhất về bản thân đó là Diễm có một sự quyết tâm rất là lớn. Một khi đã đặt ra được mục tiêu thì Diễm sẽ theo đuổi nó. Trong Diễm cũng có một tình yêu âm nhạc rất là lớn, một sự sáng tạo rất là lớn và Diễm hy vọng Việt Nam Idol sẽ cho Diễm cơ hội để mà Diễm tỏa sáng. Xin chào ban giám khảo ạ, em tên là Nguyễn Thị Hoàng Diễm, năm nay em 23 tuổi. Cho em được thể hiện bài hát em do em sáng tác trước ạ. Bài hát có tên là Đi Thôi ạ. Tay tôi nay chỉ lứa bạc viên, lái trong dòng của đâu. Mắt tôi nay chỉ có nhìn thấy, khói bụi tỏa óc cao. Tình toàn lo toàn cứ thế sống chỗ. Có tài năng, chị nghĩ vậy. Tuy nhiên giọng hát của em thực sự có vấn đề. Chị nghĩ là em đã dùng hát bạch thanh nhiều quá. Nhưng mà chị thích em. Chị rất là mong em sẽ tiến bộ trong vòng sau. Chị sẽ chọn em. Anh thì anh nghĩ như em thì nên đi theo một cái hướng riêng của mình. Cho nên anh thì anh sẽ không chọn em. Em cho anh biết cái lý do thật sự để em đến với cuộc thi. Cái việc mà theo âm nhạc mà đi riêng không có công ty thì nó khó khăn. Anh cũng đoán thế, là cái việc em đến cái cuộc thi để giúp em nhiều hơn, có một cái sự thuận lợi hơn. Gạt bỏ tất cả những cái chuyên môn của em ngày hôm nay, anh đánh giá rất là cao cái sự thẳng thắn của em đến với cuộc thi với cái tham vọng trở thành người nổi tiếng, và anh cho em thêm một cơ hội nữa. Yes. Chúc mừng Hoàng Diễm, hy vọng bạn sẽ nắm bắt được cơ hội này và sẽ cố gắng để tiến sâu hơn vào những vòng sau của Việt Nam Idol. Tiếp theo sẽ là một thí sinh nam cũng xuất hiện cùng với cây đàn guitar. Có vẻ như thí sinh này khá tự tin và thoải mái trước khi vào gặp giám khảo. Thử xem sự tự tin có mang lại may mắn cho thí sinh này không nhé. Em tên là Biện Tấn Phát. Hôm nay em xin trình bày ca khúc Đôi Chân Trần. Vào hàng cây ơi, thời gian xin hãy quên đi, đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu, ôi lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trắng soi cả cuộc đời và cả cuộc đời, đôi chân trần. Thật ra thì cái điều tâm phân vân là làm sao để thay đổi một hình tượng của bạn một chút để nó phù hợp với cái tiêu chí của thần tượng âm nhạc thì nó sẽ hay hơn là với phong thái này. Dạ vâng. Ông sẽ không chọn em. Dạ. Chị quyết định để em vào vì khi em hát em chị cũng thấy được cái tố chất giọng của em. Em cũng nam tính trong cái cách hát của mình. Chị đã quyết định rồi là chị vẫn bạn nói là chị muốn em vào và anh Dũng đã nói không thì quyết định cuối cùng là ở anh Trung. Anh không hiểu sao là bọn em cũng biết chơi đàn, cũng là thanh niên mà lại già và cổ như thế, già hơn cả anh. Anh hy vọng là em thời gian ngắn em chịu khó. Hoàn toàn thay đổi cái gì nhá, em muốn đi vào sâu hơn. Em sẽ thay đổi.
liệu Tấn Phát sẽ thay đổi như thế nào và sự thay đổi ấy có đủ như những gì mà ban giám khảo mong đợi hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem sự thể hiện của Tấn Phát tại vòng nhà hát sắp tới nhé! Sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị mà các thí sinh đã mang tới vòng thử giọng Việt Nam Idol tại thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả hãy tiếp tục theo dõi tại tập 3 của chương trình phát sóng vào 20 giờ ngày 31 tháng 8 trên kênh VTV3. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chương trình Vui cùng thần tượng âm nhạc phát sóng vào 16 giờ 50 đến 16 giờ 55 các ngày từ thứ 3 đến thứ 6 trong tuần trên kênh VTV3.